Chào các bạn đã đến với bài số 3 trong khóa học làm dự án thực tế với AngularJS, Web API và Entity Framework. Trong khóa học này, chúng ta đã đi qua hai bước, đó là tổng quan và thiết kế cơ sở dữ liệu. Bài trước chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu bằng SQL Server Management Studio để chúng ta nhìn được tổng quan và diagram cũng như cơ sở dữ liệu, các kiểu dữ liệu cấu trúc. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, đó là phần xây dựng cấu trúc của solution. Phần cấu trúc của solution chúng ta sẽ dự định có 6 project. 6 project này chúng ta sẽ đặt tên tiền tố của nó là tdoshop.common để chứa các tiện ích dùng chung cho dự án. Model chứa các domain entity của dự án, tức là toàn bộ các thực thể. tdoshop.data chứa các tầng truy cập dữ liệu sử dụng của Entity Framework. tdoService thì chứa service để xử lý business. Web chúng ta sử dụng MVC, chúng ta có cả AngularJS ở trong cái phần này để thao tác với giao diện người dùng. Unit test để chứa các cái class để test cho toàn bộ các project khác. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về kiến trúc phần mềm ở link Wikipedia này. Trong cái cách các cách thiết kế phần mềm thì nó có rất nhiều cái mô hình client server, peer to peer, plugin, hay là mô hình mono, mô hình microservice, mô hình service oriented, rất nhiều mô hình khác nhau. Cái mô hình này thì mình thiết kế theo hướng client server thôi, và có kết hợp với MVC, kết hợp với mô hình phân tán ba lớp. Còn mô hình microservice là một cái xu hướng hiện nay thì các bạn là có thể tìm hiểu thêm. Nó một mô hình tách các thành phần, các chức năng ở trong hệ thống lớn thông qua nó tách ra từng service khác nhau và bật tắt các service đấy, không ảnh hưởng gì đến toàn bộ hệ thống cả. Đó, các bạn có thể xem qua cái bài Software Architecture. Các package cần cài đặt cho từng project thì các bạn nhìn thấy là phần model của chúng ta có thể cài đặt, phải cài đặt Identity. Entity Framework thì đương nhiên project nào, model, data thì đều phải xử lý. Riêng web thì nó sẽ cài đặt nhiều nhất, nó có thể rất nhiều thứ, bao gồm có cả web, có cả Entity, có cả AutoFetch là cái để hỗ trợ triển khai dependency injection, AutoMapper để mapping đối tượng. Ngoài ra unit test thì nó phải cài, ngoài cái em dùng cái MS Unit để test thì mình cũng dùng cái MQ này để mock object để có thể test được. Thì đó là những cái phần cài đặt. Bây giờ đến phần thực hành, chúng ta sẽ tạo, chúng ta khởi động Visual Studio 2015 lên. Giao diện của nó, các bạn có thể bấm vào tạo mới project. Các bạn tạo mới project ở đây có rất nhiều, thì các bạn bình thường mình sẽ hay chọn cái Visual Studio Other Type. Bạn chọn Other Type Project, bạn chọn tạo một cái solution trống. Mình sẽ đặt một để ở trong cái khóa học của mình, Tedu Finally Scott. Tên của nó mình sẽ chọn Entity Framework 4.5, bởi vì khi mà triển khai thì tiện ES thì hiện tại bây giờ bản 4.5 là bản tôi thích nhất, mình thấy là ok nhất, các bạn không cần phải config trên nữa. Tedu shop ở đây mình sẽ đặt như này cho chuẩn. Bạn nhìn shop by ok, bạn nhìn là nó đã tạo ra một cái solution trống. Chúng ta sẽ thử. Bây giờ team solution server, chúng ta sẽ, đây là git. Trong bài sau, các bài sau về quản lý code mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo git. Mình sẽ tạo mới cấu trúc project sẵn. Ở đây các bạn sẽ tạo mới từng phần. Chúng ta có các thành phần là tdoshop, các bạn chọn library tdoshop.common.
rồi tedu shop.moda. Chúng ta copy tedu shop.service. Tedu shop.web. Web app cũng được mà web cũng được. Các bạn đặt thế nào để cho nó dễ nhìn là được. Unit test trong cái quá trình code thì các bạn nên đọc một số cái quyển sách về lập trình, về clean code. Nếu trước khi mà các bạn bước vào nghề thì các bạn nên đọc một cuốn đặt tên là Clean Code. Cuốn này là cuốn rất nổi tiếng, giúp cho bạn code rất sáng. Các bạn có thể xóa những cái class mặc định đi, code sáng hơn và sau này có thể dễ maintain từng. Bạn comment gì thì comment, nhưng khi mà các bạn code không tốt thì comment của bạn cũng vô nghĩa, bởi vì là comment thì bạn không thể viết được chuẩn, và thứ hai là code mà thay đổi thì comment của bạn cũng sẽ bị thay đổi. Ở đây mình mày nói mà mình quên mất hai cái project này không thể tạo dạng library được, mà chúng ta phải xóa đi. Xóa đi thì các bạn remove đi, nhưng các bạn nhớ là remove đi rồi thì ở trong các bạn chuột phải vào solution.open, ở trong này là vẫn còn, bạn phải xóa file vật lý của nó đi. Sau các bạn new cái unit test thì các bạn new bằng cái phần test, unit test tedu shop chấm unit unit test. Ok, unit test đó, biểu tượng nó khác hẳn luôn, nó đã tạo sẵn một cái test class rồi. Bài sau, một vài bài sau nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách unit test cái hệ thống này, bởi vì bắt buộc các bạn phải biết unit test nếu các bạn là developer thực thụ, còn nếu không thì các bạn sẽ chỉ là amateur thôi. Ở đây chúng ta sẽ tạo mới một cái web application. Ở đây chúng ta nếu mặc định các bạn nó bị add cái application inside để nó thống kê cái performance các thứ rồi use data thì các bạn, mình không thích cái này vì các bạn sẽ bị rối ban đầu, thì các bạn nên bỏ đi. Tên của nó là tedu shop.web, bạn ok. Ok thì ở đây nó có hai cái phương án mà các bạn chọn web MVC hoặc web API. Nếu các bạn chọn MVC, các bạn tích vào cả web API nữa, nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cái API. Nếu các bạn tạo unit test rồi không cần phải tích vào đây nữa. Authentication thì mặc định của nó là no authent, mặc định invisible, các bạn bỏ no đi để các bạn sẽ làm bằng tay. App ok, các bạn chọn xong rồi, còn nó sẽ tạo mới một cái project MVC cho các bạn. Tự động nó sẽ đinh jQuery vào một số các cái thư viện. Ok, đó là cấu trúc project. Chúng ta có các thư mục content, bundle, config. Mình sẽ giới thiệu về một số bạn thì chưa biết nhiều về MVC, cho nên là mình sẽ phải hướng dẫn kỹ hơn. MVC thì ở đây mặc định nó đã tạo cho các bạn một view. Script thì chứa các cái thư viện JavaScript, fun, phong, controller là một thư mục có tên là controller thêm dấu s, và trong đấy thì có các cái controller, tên của nó bắt buộc phải có hậu tố là controller đằng sau và kế thừa từ cái lớp controller nằm trong namespace system.web.controller đó. Trong abstract là các file chứa các cái lớp mà khởi tạo khi mà chạy, khi mà nó chạy dự án thì file global.sx này nó sẽ khai báo các cái phương thức chạy của từng file này, bốn file này. Regex nó sẽ regex các cái area ở trong, mình chưa có area nào thì mình sẽ tạo sau. Model là chứa các cái view model của dự án. Mỗi một controller này tên của nó tương ứng với một thư mục ở trong thư mục view, thì nó sẽ có thể di chuyển qua lại được, go to view.
view và go to controller. Nói đúng theo quy tắc thì nó sẽ di chuyển qua lại được giữa view và controller. View, mỗi một controller sẽ tương ứng với một thư mục tên của nó ở trong thư mục view, và mỗi một action method, đây gọi là action method, nó sẽ tương ứng với một file CSHTML ở trong phần view. Đó là MVC thuần, các bạn nhớ. Và trong file global.sx này, chúng ta ngoài view controller và abstract thì chúng ta có bundle config để chứa các cách để minify, tức là gộp các cái file JSON của chúng ta thành một file duy nhất. Đây là cơ chế tối ưu của ASP.NET MVC. Filter, các bạn có thể register các cái filter ở đây để làm một tác vụ nào đấy, để lọc request hay là để validate route config, thì các bạn có thể cấu hình cái route của hệ thống. Mặc định của nó sẽ là controller action ID, các bạn đọc để các bạn nhìn thấy mặc định controller của nó, không cần phải chỉnh gì, nó đã có ba thành phần này rồi: tên controller, tên của action và tên của cái ID tham số truyền vào. ID là optional, tức là có được không có được. Mặc định của controller, nếu không chỉ gõ controller không, các bạn mình sẽ chạy thử. Các bạn biết rồi, các bạn biết về MVC rồi thì các bạn có thể nán lại đôi chút để ôn lại, và các bạn chưa biết gì thì các bạn có thể nắm được cái cấu trúc của dự án MVC. Mình chạy lần đầu tiên cho nên nó phải compile, các bạn nhìn thấy. Nó sẽ, các bạn sẽ vào phần output, các bạn nhìn thấy là nó sẽ có rất nhiều các cái phần nó chạy. View debug, ok, các bạn sẽ nhìn thấy là đây, mình sẽ chạy thử. Đó, lần đầu tiên nó sẽ phải load ra các cái assembly của trong gác, trong MSIL phiên bản .NET 4.0, các cái runtime, rồi các cái thư viện như .NET Core, System, bất cứ một cái gì reference đến thì nó đều phải load ra cái thư mục để nó chạy ở trong cái ESXi Express, là thư mục root của nó. Các bạn nhìn thấy. Lần thứ hai khi chạy thì các bạn sẽ không phải load cái này nữa. Nó sẽ xử lý toàn bộ các cái code của mình ở trên, nó sẽ lưu load lên trên temporary file. Các bạn hiểu cơ chế của nó như vậy. Khi mà chạy ra rồi, các bạn nhìn thấy nếu không điền cái gì, không có controller name thì mặc định của nó sẽ, route của nó sẽ là home và index controller, thì nó đang chạy ở index controller này. Đó, các bạn có thể thay đổi. Khi mà các bạn có một, các nhiều bạn gặp sẽ gặp lỗi, và những cái bài sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để fix lỗi đối với có area vào đây, và các bạn sẽ phải nêm một thêm một cái tham số là namespace ở đây. Phần script, phần global.js thì nó có một sự kiện application start. Sự kiện này của nó sẽ chạy khi mà website sẽ chạy lần đầu tiên. File rất quan trọng là file web config chứa các thông tin kết nối và thông tin config. Đây, ví dụ như là target framework là 4.5, các cái setting của hệ thống, các cái setting, các cái DLL, compile, rất nhiều thứ. Chúng ta cũng có thể cấu hình ở trong profile của property của nó. Chúng ta nhìn thấy là có phần application đây, chúng ta stop, chúng ta nhìn thấy là tên web, nó sẽ chạy trên cổng nào, các bạn có thể cấu hình được build, các bạn có thể cấu hình đây rất nhiều tham số. Từ từ thì các bạn sẽ học được những cái này. Đó là cấu trúc của chúng ta đã tạo xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cài một số cái framework cho các cái hệ thống này, thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái chúng ta phải làm. Chúng ta sẽ cài đặt bằng sử dụng NuGet Package, chúng ta không cài đặt trực tiếp bằng Adreference hay là down URL về, mà bây giờ chúng ta sẽ cài đặt hoàn toàn bằng NuGet Package. Đầu tiên là chúng ta phải học cái command này, chúng ta lại không phải cài cái gì cả, chúng ta chỉ có model thôi. Cái model thì identity này mình cũng chưa cần làm, mình chỉ cần cài entity framework là ok. Mình sẽ cài entity framework chuột file NuGet Package, các bạn chọn
Đây Installer thì các bạn đọc được những danh sách những cái package nào mà các bạn đã cài đặt, nhưng cái này chưa thì các bạn sử dụng Entity Framework đã hỗ trợ cho bạn rồi. Entity Framework là một trong những framework phổ biến nhất của .NET. Lần đầu tiên nó phải search Entity Framework. Đó, bạn nhìn thấy là nó đã ra. Đợi một lúc, các bạn chọn phiên bản latest version là 6.1.3. Nó sẽ đợi một lúc để nó cài đặt. Nó sẽ tải toàn bộ cái code của và DLL của Entity Framework vào thư mục package trong thư mục web, thư mục solution. Đây khi mà tạo web nó sẽ tạo ra một đống, nó sẽ ghép với API các cái thư viện mà có sẵn, thư viện cần thiết. Bootstrap nó cũng đã ghép rồi. Đây framework lib 4.0 đã ra rồi, dành cho SQL Server. Khi mà các bạn commit lên Git thì các bạn sẽ không commit cái thư mục này. Các team member của các bạn khi mà get về, nó cái NuGet nó sẽ đọc cái file package. Đây, khi các bạn add xong thì nó sẽ sinh ra file package này. Nó sẽ có một package ID, một tập các package. Đây khi mà các bạn build tự động nó sẽ get về thư mục package. Các bạn không sẽ không cần phải trao đổi cái thư mục package này, nó sẽ nằm trong git ignore của git. Mình sẽ hướng dẫn cho các bài sau. Các bạn cài tiếp cho model, cho data. Cũng là Entity Framework. Tiếp tục là đến web cũng vậy. Chúng ta sẽ cài ba cái Entity Framework cho ba project. Có rất nhiều bạn bị lỗi không có framework, bởi vì trong cái web config này chúng ta sẽ cần phải có một cái section. Nó sẽ có một cái section config section. Trong config section này các bạn khi mà cài đặt thì nó sẽ phải thêm cái này vào, và thêm cái default connection factory. Nó là dùng mặc định của nó là local connect, nhưng mà cái này thì nó sẽ không có tác động. Nhưng cái section này nếu không có thì nó sẽ báo lỗi no entity framework provider, thì các bạn cũng phải chú ý đến nguyên nhân lỗi. Tại vì có rất nhiều bạn gặp lỗi nhưng mà không biết cách xử lý. Các bạn dùng ở đây cũng là Entity Framework. Tìm lần đầu tiên nó sẽ chậm hơn nhưng lần sau nó sẽ ra rất nhanh. Lần này nó cũng sẽ tham chiếu vào thư mục của Entity Framework. Quá trình này các bạn đợi hơi lâu chút, bởi vì là vào project web nó sẽ phải xử lý một số cái dependency nữa. Bạn nhìn thấy là ok, accept. Và sau khi accept thì nó sẽ gắn. Bạn nhìn thấy là sau khi cài xong thì web config của nó cũng có thêm một cái config section đây. Các bạn nhìn thấy là nó đã có Entity Framework rồi. Bạn nhìn thấy trong reference đã có Entity Framework và Entity Framework SQL Server. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự quan hệ giữa các project. Trong này thì project web của chúng ta sẽ reference gần như tất cả. Chúng ta chọn add reference từ phải vào reference, chọn add reference. Chúng ta chọn đến common data model và service. Chúng ta có data, chúng ta có thể reference bất cứ cái nào cũng có thể reference đến common. Common thì nó sẽ không reference đâu cả. Unit test thì nó sẽ có thể test được tất cả, cho nên nó có thể điền và reference đến tất cả các project khác. Service thì nó có thể đến common data và model. Đó. Đó là mô hình sự phụ thuộc giữa các thành phần
driven vào. Bài này mình chủ yếu là hướng dẫn cho các bạn cách tạo cấu trúc project. Các bạn nhớ là nếu trong trường hợp không add driven được thì chúng ta có một khả năng là chúng ta tạo với .NET Framework cao hơn. Ví dụ như web này mà muốn driven đến user feed thì hai thằng này phải cùng phiên bản, hoặc web phải cao phiên bản hơn cái service, nếu không là nó sẽ bị báo lỗi và chúng ta không build được. Khi chúng ta driven xong và chúng ta build thành công thì có nghĩa là chúng ta đã thành công trong việc build cái structure của solution. Structure này chúng ta có đầy đủ các thành phần tương tự như là mô hình ba lớp, có data, service và presentation. Và data service đây chúng ta business logic chúng ta thay một service, và common với model thì hai chỉ là common chỉ là cái bổ trợ, model chỉ là cái tách ra từ cái data thôi. Cái data model này chúng ta là cái gọi là data database model, tức là những cái model của entity, tức là để gen ra database thì chúng ta có những cái validation. Tuy nhiên khi thay đổi chúng ta sẽ bị, nói chung là mình sẽ không can thiệp vào cái database model này, chúng ta sẽ tạo cái view model ở trong model để thao tác với web để chúng ta mapping ra. Chúng ta sẽ không dùng cái model ở trên thẳng của database nữa. Đó là cấu trúc của các bạn. Bài sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tạo phần tầng code first, tầng data này ở trong entity và gen ra database dựa trên cái cấu trúc mà chúng ta đã tạo ở trong bài số 2. Bài này các bạn có thể thực hành và hiểu. Bạn nào mà chưa có kinh nghiệm về MVC thì các bạn cũng có thể đọc thêm về cấu trúc dự án MVC. Mình cũng đã nói khá là chi tiết. Đây các bạn có thể xóa các cái thừa đi. Đó. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục phần tạo tầng data. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.